cho chút may mắn, định mệnh và cả bản lĩnh lên tiếng để xác định ai sẽ là người vào bán kết. Senma Bacha là người bước lên đá quả đầu tiên cho đội tuyển Pháp. Cơn lốc đường biên đã hoạt động không mệt mỏi trong ngày hôm nay. Hãy chờ vào cái chân trái của Senma Bacha. Cầu thủ 22 tuổi. Chúng ta đang thấy những âm thanh gây áp lực của các cổ động viên Australia. Cú đá quá hiền của Bacha. Mackenzie Arnold đã xuất sắc giúp cho Australia có một khởi đầu tuyệt vời. Một nhịp nhứ sang trái và sau đó lập tức bay người sang phải. Cú đá đầu tiên của Bacha, đội tuyển Pháp đã không thành công. Nhưng khởi đầu của Australia sẽ chỉ trọn vẹn nếu như Kathleen Ford, cầu thủ xuất sắc nhất FIFA Women's World Cup, chính là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất FIFA Women's World Cup 12 năm trước, thành công với cú đá này. Solé Durang. Quân bài giấu trong tay áo của huấn luyện viên Heverena. Nhìn Durang trong khung gỗ rất nhỏ bé. Thủ môn chỉ cao 1m71 mà thôi. Chính xác. Cú đá tin chân của Kathleen Ford. Tình huống mà Durang đoán đúng hướng nhưng không thể với tới bóng. Cú đá rất tốt của Kathleen Ford. Bóng đi chìm và sát cột. Đây là cú đá khó với mọi thủ môn. Australia đã khởi đầu loạt luân lưu một cách đầy bản lĩnh. Sau loạt đầu tiên thì Matthias đã vượt lên. Bây giờ là Kadidiatou Diani, người đang có 4 bàn ở FIFA Women's World Cup năm nay. Cô đã 2 lần thành công trên chấm 11m trong trận đấu với Panama. Tất nhiên tính chất và sự căng thẳng giữa hai thời điểm là hoàn toàn khác nhau. Diani đã lừa được Arnold. Đá rất bình tĩnh của tiền đạo chủ lực đội tuyển Pháp. Lại một lần nữa mà thủ thành Arnold định thực hiện một cú nhứ A nhảy sang B. Solen Durang sẽ đối đầu với Hadley, chuyên gia đá 11m của Australia. Cũng là một cầu thủ thuận chân trái và cũng là một cú đá vào phía bên phải của thủ môn. Và cái kết của Senma Bacha và Steph Catley là giống nhau. Lần này thì Durang đã bay người xuất sắc. Pha bắt penalty rất đúng luật. Một chân của cô vẫn giữ ở trên vạch vôi vào thời điểm mà Catley thực hiện cú đá. Đội tuyển Pháp đã thay một thủ môn được khẳng định ở đẳng cấp thế giới bằng một thủ môn vô danh. Nhưng Solen Durang cũng đã nhanh chóng giới thiệu mình là ai. Cú đá thứ 3 của tuyển Pháp sẽ được thực hiện bởi đội trưởng Heather Reyna. Chắc là Wendy Reyna.
quá lạnh lùng. Wendy Reyna có một tinh thần thép. Pha di chuyển sớm của thủ môn Agnon. Reyna đã rất bình tĩnh. Bây giờ sẽ là Sam Kerr. Loạt đá thứ 3 và hai thủ quân bước lên. Reyna đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ đến lượt Sam Kerr. Kỳ World Cup trên sân nhà nhưng chấn thương bắp chân khiến cho Sam Kerr không thể có đóng góp nào đáng kể cho tới vòng đấu này. Đây sẽ là thời điểm để cô có một đóng góp cho Australia, để họ có thể viết tiếp giấc mơ. Sam Kerr vẫn thành công. Đã thoát tim. Điều rằng đã không kịp đổ người. Tỷ số là 2-2 sau 3 cú đá luân lưu. Bây giờ sẽ là một cựu binh khác. Chân sút số 1 trong lịch sử bóng đá nữ Pháp. Eugenie Le Sommer, 95 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Đây chắc chắn là một trong những cú đá quan trọng nhất trong sự nghiệp của Le Sommer. Và cô đã bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Rất nhẹ nhàng đưa trái bóng vào lưới. Tình huống di chuyển sớm của thủ môn Agnon tỏ ra không mấy hiệu quả trong những loạt đá vừa qua. Bây giờ sẽ là tiền đạo 20 tuổi, Mary Fowler. Bốn năm trước, cô là thần đồng của bóng đá Australia. Và bây giờ, 4 năm sau, Australia cần thần đồng một thời phải bước lên, gánh vác một trọng trách lớn. Cú đá quá tốt của Mary Fowler, một cú găm mù, rất tự tin. Bốn cú đá đầu tiên và mỗi đội đều đã thành công 3 lần. Với cú đá như thế này của Fowler thì thủ môn có đoán đúng hướng có lẽ cũng phải bó tay. Hoàn hảo trên mọi phương diện. Ever Perisse, cầu thủ được tung vào sân ở phút cuối cùng với nhiệm vụ đương nhiên là thực hiện loạt luân lưu của mình. Chúng cột dọc. Đây sẽ là cơ hội cho Australia. Cầu thủ vào sân để đá luân lưu của đội tuyển Pháp đã thất bại. Sự điều chỉnh ở phút 120 của huấn luyện viên Ever Reyna. Những người tính thì không thể bằng trời tính, và cũng không thể tính được sự xuất sắc của thủ thành Agnon. Lần này là pha cứu thua rất quyết đoán. Chính Mackenzie Arnold sẽ là người đá quả thứ 5. Nếu cô thành công thì Australia sẽ làm nên lịch sử. Mackenzie Arnold không à? Bóng giáng thẳng vào cột dọc. Cột dọc lắc đầu với người Pháp và cũng nói không với người Australia. Một chuyến tàu lượn cảm xúc và vẫn chưa dừng lại. Bây giờ thì Mackenzie Arnold cần phải bình ổn lại tâm lý của mình. Cú đá không thành công là điều đã trôi qua, nhưng ở phía trước của cô thì vẫn là những trọng trách rất lớn.
Guerrero, tiền vệ trung tâm mang áo số 8, 26 tuổi đang khoác áo Paris Saint-Germain, là người đá quả thứ 6 cho đội tuyển Pháp. Vẫn vào. Cái thở phào của Guerrero. Bóng đã chạm những đầu ngón tay của thủ thành Arnold. Arnold vẫn đang phàn nàn với trọng tài. Phải chăng cô cho rằng trong cú đá trước đó của mình thì đã có một vấn đề gì đó xảy ra? Arnold đã bước hai chân lên qua vạch vôi. Tất nhiên là nếu cầu thủ sút bóng thành công thì quả penalty sẽ không cần đá lại. Elisa de Almeida của tuyển Pháp thì không dám xem nữa rồi. Tuyển Pháp đã chết hụt. Và giờ thì áp lực lại đẩy ngược về phía của Australia. Bà mẹ một con, Katrina Ligori sẽ là người thực hiện cú đá thứ 6. Một cú đá không được phép hỏng nếu Australia còn muốn ở lại với World Cup. Gori và Durang. Vẫn vào. Sự quyết đoán của Katrina Ligori và màn ăn mừng theo điệu du con. Qua đầu tìm. Hai năm trước cô đón đứa con đầu lòng. Và giờ đây thì tiền vệ trung tâm nhỏ con của Australia đã vượt qua một áp lực khổng lồ trên chấm 11m, pha đổ người đúng hướng. Nhưng cú đá rất căng của Ligori đã bật tay thủ môn và đi vào lưới. Bây giờ là Kha Choi, hậu vệ cánh trái mang áo số 7 của tuyển Pháp. Chính xác. Kha Choi vẫn thành công. Bóng đã bật vào mép dưới sang ngang. Cầu thủ số 7 hoàn tất cú đá thứ 7. Đã rất quyết đoán của Kha Choi. Bây giờ là Jalop. Tiền vệ trung tâm cũng có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia vào sân trong hiệp phụ thứ 2. Jalop rất bình tĩnh. Đã có một nhịp khựng lại và Jalop đánh lừa được Solen Durang. Tỷ số là 5 đều sau 7 loạt đá. Qua đầu tìm. Đây là tình huống mà nếu như Điều đang cản được cú đá của Jalop thì có lẽ cũng sẽ phải đá lại. Bây giờ sẽ là hậu vệ 23 tuổi Lacra. Trung vệ Miley Lacra đá quả thứ 8 cho Le Spleur. Cầu thủ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Cú đá chính diện, quyết định đơn giản và giúp Lacra vượt qua được áp lực. Một loạt luân lưu thách thức mọi giới hạn, sức chịu đựng. Bây giờ sẽ là Eli Carpenter. Bên cạnh Sam Kerr thì đây cũng là một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới của bóng đá Australia. Hậu vệ phải đang khoác áo Lyon, người chơi tại Pháp, đối đầu với đội tuyển quốc gia Pháp. Và nhiệm vụ của cô là đưa loạt luân lưu này đi xa hơn. Đánh đà khá ngắn.
thành công. Bóng đã trúng cột dọc và văng vào lưới. Điều rằng đoán đúng hướng, nhưng cú đá sát cột của Elijah Peter đã giúp cho Australia vẫn kéo loạt luân lưu này đi xa hơn. Trong trận đấu như thế này thì thành bại có lẽ cũng chỉ cách nhau một vài cm mà thôi. Kenza Daly. Không vào! Mackenzie Agno. Tuy nhiên, đang có tiếng còi. VAR sẽ vào cuộc và hãy xem là pha cản phá vừa rồi của Agno có hợp lệ hay không. After factual revision, the goalkeeper out the line. Như vậy là thủ thành Mackenzie Agno đã bước hai chân lên khỏi vạch vôi trước khi cầu thủ của Pháp thực hiện cú đá. Không có gì phải bàn cãi cả. Sẽ là cơ hội thứ hai cho Kenza Daly. Đó là giá trị của công nghệ. Cơ hội để Daly làm lại. Cản phá xuất sắc. Tuy nhiên thì lần này thì Australia đã có thể ăn mừng rồi. Daly không đổi góc đá và vẫn là cú đặt lòng chưa đủ khó để thắng được thủ thành Mackenzie Agno. Cơ hội thứ hai để Australia kết liễu đối thủ. Agno đã không thành công trong cú đá thứ 5 và bây giờ cú đá thứ 9 thì cô sẽ cầu nguyện cho Claire Hunt giúp cho Australia chạm tới lịch sử. Claire Hunt thành công, Australia sẽ lần đầu tiên vào bán kết FIFA Women's World Cup. Cú ra chân của lịch sử ở phía trước. Cứu thua bằng một tay của Soren Durang. Ngay cả trong những kịch bản phim bom tấn của Hollywood, có lẽ cũng không thể hình dung ra những diễn biến của trận đấu này. Cú đá rất căng của Claire Hunt, nhưng chỉ bằng một tay, thủ thành Soren Durang đã giúp Pháp ở lại với trận đấu. Hai cơ hội của Australia đều bị bỏ lỡ. Bây giờ là cú đá thứ 10. Loạt đá thứ 10 và bước lên bên phía đội tuyển Pháp là cầu thủ 19 tuổi Vicky Becho. Áp lực với cô gái tuổi teen. Becho sút trúng cột dọc. Không thể tin nổi. Huấn luyện viên Gustafsson thì đang ra dấu là hãy bình tĩnh. Một cái đầu lạnh vào thời điểm này sẽ giải quyết được mọi thứ. Nhưng đó là điều cực khó trước áp lực ngàn cân của trận đấu này. Vicky Becho đã đưa bóng thẳng vào cột dọc và một lần nữa đội tuyển Pháp đứng trước nguy cơ phải dừng bước. Loạt đá thứ 10, cơ hội thứ 3 cho Australia để kết thúc trận đấu. Và lúc này niềm hy vọng của Pháp lại đặt hết vào thủ môn Durang. Còn Australia trọng trách thuộc về Courtney Vai. Courtney Vai! Lịch sử với Australia là đây!
Lần đầu tiên Australia sẽ có mặt ở bán kết FIFA Women's World Cup. Loạt đá luân lưu kéo tới hai chữ số. Và cuối cùng Australia đã vượt qua được ngưỡng cửa tứ kết. Nước chủ nhà sẽ tiến vào bán kết. Một thành tích lịch sử, thành tích vô tiền khoáng hậu với bóng đá Australia. Và cách mà họ chạm tới tấm vé góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất cũng thực sự quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi cảm xúc cho Sam Kerr và các đồng đội. Lang Park đã nổ tung, vỡ hòa trong niềm vui sướng và sự tự hào. Những giọt nước mắt của huấn luyện viên Gustafsson, một người Thụy Điển viết lên lịch sử cho bóng đá Australia. Còn với người Pháp, đây là thời điểm của những giọt nước mắt tiếc nuối. Họ đã chơi rất hay, rất tuyệt vời ở kỳ World Cup năm nay. Nhưng dẫu sao thì sau những giọt nước mắt, cầu thủ Pháp có thể nhìn lại và ngẩng cao đầu. Còn bây giờ là thời điểm